Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà thức Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu mình là Dược sĩ Hoàng Thị Thương, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thức Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên đây và giới thiệu cho các bạn thêm một dòng sản phẩm mới. Đó chính là dòng sản phẩm vi dưỡng tóc Chitatone. Như các bạn biết, theo ước tính khoa học, với 0,1 triệu sợi tóc trung bình mà mỗi người có, chỉ cần mỗi ngày tóc dài thêm 0,3mm, thì tổng cộng con số độ của các sợi tóc cộng lại sẽ dài hơn 30m. Điều này tương đương với việc muốn những sợi tóc này phát triển khỏe mạnh cần một lượng lớn dưỡng chất cho tóc. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc sẽ bị thưa mỏng và rụng nhiều do tuổi tác, ảnh hưởng môi trường, mà trực tiếp nhất vẫn là do dầu gội mà bạn đang dùng có chứa sunfat và silicone. Về công nghiệp ứng dụng thì hai yếu tố này tạo độ bóng cho tóc, nhưng về lâu dài sợi tóc của bạn sẽ yếu và nặng hơn. Chính vì vậy đã đến lúc bạn cần xem kỹ lại thành phần của các sản phẩm chăm sóc tóc, cũng như bổ trợ thêm các tinh chất đặc trị để cho một mái tóc dày khỏe mạnh. Dòng sản phẩm viên uống dưỡng tóc Chitatone là sản phẩm được bào chế từ các thành phần quý và tốt cho cơ thể như hà thủ ô, cao đậu đen và cao mè đen, nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh về tóc cũng như nuôi dưỡng mái tóc đen mượt khỏe mạnh. Sản phẩm là thành quả được nghiên cứu từ các bài thuốc y học cổ truyền, kết hợp với các thành phần đá dược, tạo thành dạng viên nang hiệu quả. Viên dưỡng tóc Chitatone rất tốt để giúp bồi bổ khí huyết, lưu thông máu, làm đen tóc và giảm rụng tóc. Đặc biệt, với những người trung niên, tóc bạc, sản phẩm sẽ làm chậm quá trình lão hóa tóc, giúp mái tóc đen khỏe, quay lại với bạn. Và dòng sản phẩm viên uống dưỡng tóc Chitatone thì mang lại những công dụng giúp điều trị các bệnh về tóc cũng như nuôi dưỡng mái tóc đen mượt khỏe mạnh, bồi bổ khí huyết, lưu thông máu, làm đen tóc và giảm rụng tóc, làm chậm quá trình lão hóa tóc, giúp mái tóc đen bóng khỏe trở lại. Và về liều dùng thì mình khuyên các bạn, mỗi lần chúng ta dùng 2 viên, ngày chúng ta dùng 3 lần, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ uống với nước ấm, nên duy trì liên tục 2 đến 3 tháng để thấy hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909 602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.